mùa xuân mỗi ngày. Chúc em đẹp ước mơ thì vui với đời. Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu thương. Chúc em màu nắng tươi mùa xuân mỗi ngày. Chúc em đẹp ước mơ thì vui với đời. Chúc em một trái tim tháng năm ngất ngây ngàn yêu. Oh!
Vô nước
Thanh vừa tròn một tuổi. Thưa quý vị, vắng ballet đầu tiên cho phép nhìn thị chương trình đến từ Âm Thanh Ánh Sáng Kim Thúy đã đồng hành cùng các anh chị em xinh đẹp đến từ đội ngũ nhân viên kỹ thuật nấu ăn nhà hàng tiệc cưới Quỳnh Linh. Xin được thay mặt cho gia đình chủ nhân của tiệc hôm nay xin gửi đến toàn thể quý vị văn khách sẽ có một chiều thứ năm luôn được an khang thịnh vượng và năm 2022 luôn được phát tài phát lộc vạn sự như ý và luôn luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, cũng chính vì thế mà hôm nay những người thiện chương trình đến từ Âm Thanh Ánh Sáng Kim Thúy xin được thân hành phục vụ cho tất cả quý vị tại nơi đây. Và trước tiên thay mặt quý vị các quý cùng thuận lợi quý gia đình chúc cho bé Duy Thành chúng ta luôn được ăn nhanh chóng lớn và học giỏi, đặc biệt là khi lớn lên nhất định sẽ là người có ích cho gia đình và xã hội, sẽ là một nhân tài cho đất nước Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, và trong buổi tiệc vui hôm nay gia đình chúc đón cũng như là chúc đại các thành viên sẽ không tránh khỏi những điều sơ sót, mong rằng cô chú chị vui lòng bỏ qua cho. Sau đây kênh phụ gia đình cùng Âm Thanh Ánh Sáng Kim Thúy xin được chúc cho toàn thể quý vị văn khách sẽ có một tiệc sinh nhật hôm nay thật vui tươi và ngon miệng và giao lưu văn nghệ thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, đang một đứng từ Âm Thanh Ánh Sáng Kim Thúy thực hiện xin được phép bắt đầu. Xin được trân trọng kính mời tiếng hát của anh Tâm trên trình bày với hút tự chọn mà niềm thích nhất cả một chồng có tay anh vừa thì âu thơ và ngày các nhà văn nằm cạnh nhau nghe đêm mưa nơi nào về anh nói một năm từ nay về cho thế quan tâm với cái khúc thật là ngọt ngào và truyền cảm. Vô này khác ai? Dạ, tôi mở cửa chào đón.
quý vị. À vâng, nhưng vâng, buổi bé Duy Thành vừa tròn 1 năm tuổi, tôi không biết nói gì hơn, cũng xin góp vui cùng chương trình và gia đình nói riêng và cùng với tất cả quý vị có mặt trong buổi chiều hôm nay nói chung là khúc mang tên Kim Sáu Ngày Xưa. Gia đình thân yêu chúng ta giữa đôi vợ chồng trẻ xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất và thành công nhất, và đặc biệt là sinh nhật lần thứ nhất của bé Duy Thành hôm nay ạ. Vâng, và chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cùng chào đón đại gia đình thân yêu của chúng ta đến với mẹ. Tạo sớm hôn mẹ nuôi con không lớn, ban cả tấm thân kỳ cha che chở cho đời con. Bé Duy Thành có được ngày hôm nay là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của nhà bậc. Sân khấu lúc này đây có mặt sự hiện diện của đại gia đình thân yêu chúng ta cùng bé Duy Thành, xin gửi đến toàn thể quý vị và khách lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào cúi đầu nồng nhiệt nhất. Vâng, và giờ đây xin mời hai bạn cùng hỗ trợ cho bé Duy Thành cùng thắp lên những ngọn nến lung linh và cầu nguyện cho bé luôn được ăn nhanh chóng lớn và học giỏi, đặc biệt là khi lớn lên nhất định sẽ giống một đức tính là bé Duy Thành của chúng ta. Thổi nến thì khói nến sẽ bị phúc lên tặng cây xanh, sẽ biến ước mơ và hạnh phúc đều trở nên hiện thực. Xin mời hai bạn cùng cầu nguyện và thổi nến cho bé. Thưa quý vị, và trong khi bé Duy Thành chúng ta cầu nguyện và thổi nến thì tất cả chúng ta cùng nhau bắt nhịp từ 1-3 cùng hát ca khúc Happy Birthday để chúc mừng cho bé Duy Thành chúng ta quý vị nhé. Vâng, chúc tất cả chúng nhau ta cùng nhau bắt nhịp nè. 1, 2, 3 bắt đầu. Happy birthday to you, happy birthday to you, chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương. Mỗi ngày chúng ta sinh ra đời, hãy nắm tay cùng chúng mừng. Vâng, mọi người thức thời mình cầu nguyện là xong. Giờ đây xin mời hai bạn cùng hỗ trợ cho bé cắt cùng những chiếc bánh kem ngọt ngào và phúc xin mời hai bạn ạ. Những chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh xinh là tượng trưng cho ánh sáng của mặt trăng tròn, cũng như là tượng trưng cho sinh nhật lần thứ nhất cho bé Duy Thành. Thưa quý vị, bé Duy Thành của chúng ta được sinh ra và được lớn lên trong vòng tay yêu thương lo lắng quan tâm của gia đình, cũng như là các quý vị cùng đến đây để tổ chức cho bé buổi tiệc sinh nhật ngay vào ngày 29 tháng 9 2022, ngày mà cách đây 1 năm trước bé Duy Thành chúng ta đặt các tiếng khóc chào đời là thành viên mới thân thương trong gia đình. Thì khi mà bao nhiêu người thân yêu cùng đến đây để chúc mừng niềm vui cũng như là chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất cho bé Duy Thành. Thưa quý vị, văn quà nghi thức buổi lễ cũng đã xong, cũng quân sẽ thay mặt cho gia đình cùng âm thanh ánh sáng Kim Thúy xin được chúc cho toàn thể quý vị văn khách sẽ có một tiệc sinh nhật hôm nay thật vui tươi và ngon miệng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cùng chào đón tiếng hát của ông nội để dành tặng cho tất cả quý vị văn khách chúng ta hôm nay ạ. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cùng chào đón tiếng hát của ông nội của bé Duy Thành đến quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin để nguyện cho gia đình tôi là bà nội, còn đây là bà ngoại, cháu ơi Duy Thành hôm nay được ngày sinh nhật. Trong đây thì là các cô chú anh chị em không ngại mưa gió đã đến đây dự. Ở đây gia đình chúng tôi đã đại diện cho gia đình để cảm ơn quý khách, quý quan khách đã đến đây dự. Một lần thứ nhất là gửi lời chào sức khỏe quý khách. Lần thứ hai, cảm ơn quý khách đã dùng tiệc rất là ngon miệng. Lời chào xin hết. Ông nội của Duy Thành gửi đến quý vị một sản phẩm mang tựa đề Mẹ Tôi. Mẹ tôi
tôi thấy mẹ còn vui hơn cả cuộc đời của mẹ là là mẹ bê với tôi là con người nữa còn cháu trong nôi mẹ ơi con lớn lên giữa một vòng tay nhưng nhiều tơ thiếu buồn một ngày lúc tôi buồn còn một phút của con trai mẹ là cha mà con mơ tìm thấy quý vị ơi, làm lại quý vị, em xin lỗi
bài này em không thuộc mấy nhưng mà có trong câu ca này để một em khi khi còn tim em lắng nghe nhìn thấy em nào chẳng nghe đâu những lời thật bằng
birthday to you, happy birthday to you. Birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you.